9 người đã bị thương trong vụ xả súng xảy ra sáng hôm nay theo giờ Việt Nam tại lối đi bộ dọc bãi biển Hollywood, bang Florida của Mỹ. Cảnh sát khu vực cho biết các nạn nhân trúng đạn gồm 4 người trong độ tuổi từ 1 đến 17 và 5 người từ 25 đến 65 tuổi. Vụ xả súng xảy ra sau một cuộc ẩu đả. Cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng và đang truy tìm các nghi phạm khác. Mưa xối xả sau một đợt khô hạn kéo dài đã gây ngập lụt tại nhiều tuyến phố ở các thị trấn nằm dọc bờ biển Địa Trung Hải của Tây Ban Nha. Mưa lớn cũng xối xả trút xuống miền Trung Tây Ban Nha và thủ đô Madrid cùng các khu vực lân cận, khiến chính phủ Tây Ban Nha phải ra lệnh đóng cửa các trường học để phòng ngừa nguy cơ mưa lớn đe dọa đến sự an toàn của người dân. Cơ quan cứu hỏa tỉnh Castellón cho biết, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các thị trấn Benicàssim, Oropesa, Denma và Cabanis. Theo cơ quan thời tiết của thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, ngày hôm qua 29 tháng 5 là ngày nóng nhất trong tháng 5 được ghi nhận tại thành phố này trong vòng 100 năm qua, với nhiệt độ cao hơn 1 độ C so với mức cao kỷ lục trước đó. Tháng 5 này, Liên Hợp Quốc cảnh báo gần như chắc chắn giai đoạn 2023-2025 sẽ là thời gian 5 năm ấm nhất từng được ghi nhận trong bối cảnh khí nhà kính và hiện tượng El Nino kết hợp làm nhiệt độ tăng mạnh.